Phượng xin mến chào quý khán thính giả thân thương. Hôm nay Thúy Phượng lại tiếp tục được đón chào luật sư Đỗ Đình Phúc đến chia sẻ với những kiến thức về luật pháp với chúng ta. Xin luật sư gửi lời chào đến thính giả. Một lần nữa, tôi Đỗ Đình Phúc xin kính chào quý khán giả của đài SCT và chào Thúy Phượng. Xin kính chào luật sư ạ. Hôm nay luật sư đeo tai màu đỏ đẹp quá. Đúng là luật sư cũng lúc fashionable. Kính thưa luật sư, tuần vừa rồi luật sư chia sẻ một cái bảy cái điều để mà thành công về cuộc sống của mình, về vấn đề tài chính của năm mới. Vậy thì hôm nay có những cái cuốn sách nào về thành công gì đó đại khái luật sư có thể chia sẻ không ạ? Bảy thói quen của những người thành công. Cuốn sách này nếu mà mình ngồi trò chuyện với nhau thì ít ra cũng phải là 8-9 tiếng. Wow. Tôi chỉ muốn nêu ra cái sườn thôi để quý khán giả có dịp đó, tìm hiểu thêm. Tuần vừa rồi thì mình có nói là hai thói quen nè. Thói quen thứ nhất là tổ chức thời gian của mình cho nó hiệu quả nè. Và cái thói quen thứ bảy đó là mình phải biết nghỉ ngơi. Tại vì nếu mình không nghỉ ngơi đó thì mình sẽ đuối sức, không có sức để mà thực hiện những điều mình muốn. Và một trong những thói quen nữa đó là mình phải có viễn tưởng, phải có vision. Mình muốn mình là ai? Mình muốn thực hiện những điều gì? Để mà diễn giả cái thói quen này đó, tôi xin giới thiệu với giả một cuốn sách mà nó liên quan vấn đề tài chính. Cuốn sách này cũng nổi tiếng một thời. Cuốn sách tựa đề đó là Người Triệu Phú Lăn Cặn. Tác giả của cuốn sách này đó, tác giả là gồm hai người. Một người là bác sĩ về tâm lý và một người đó là có bằng tiến sĩ về tài chính. Họ phối hợp với nhau viết cuốn sách này. Cái câu hỏi họ đặt ra đó là tại sao đó có nhiều người giàu và có nhiều người nghèo? Những người giàu đó họ ở đâu, họ sinh sống như thế nào? Thì họ đi thăm dò, họ đi thăm dò khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, thì họ khám phá ra một điều rất ư là ngạc nhiên. Những người giàu đó, họ sống cuộc sống rất ư là giản dị. Họ ở bên cạnh nhà mình mà mình không biết. Họ ở những căn nhà hết 5 năm, 10 năm, mấy chục năm. Có nghĩa là đời sống của họ không phải là mua nhà rồi này rồi nhảy sang nhà khác. Con họ không học trường tư, học trường công. Đặc biệt là mỗi năm họ đi du lịch một tháng. Rồi cái tiền của họ đó, đa số họ bỏ vô cái quỹ 401k. Dĩ nhiên là họ có căn nhà 401k, hai vợ chồng làm đi làm chứ không phải là một người đi làm. Rồi song song đó, họ sống cuộc sống rất ư là giản dị. Xe đó thì không chạy xe Nhật mà chạy xe Mỹ, không đổi xe thường xuyên. Quần áo đó thì họ không phải đi shopping theo sở thích, mà họ shopping theo những cái chương trình mà khuyến mại. Có nghĩa là những nơi nào mà họ bán giảm giá thì họ mua. Họ không đi shopping Target hay là Kmart là bây giờ là out business rồi, không còn bán nữa. Nhưng mà ngày xưa cái tuổi mà Thúy Phượng với tôi lớn lên thì mình là Kmart. Họ shopping những cái hiệu đó nó có giá trị hơn, Macy, thì đồ của họ nó không bị hư. Cái đời sống của họ đó nó tương đối đó là nó bảo thủ. Đó là một đặc điểm của những người triệu phú. Thì có nhiều khi mình nghĩ là chắc có nhiều người triệu phú là họ phải sống nhà cao cửa rộng, ăn mặc quần áo lấm le, đi xe hết này xe nọ. Điều đó có, nhưng mà trong khi đó đó là những người đó là nợ nần đầy đầu, và đến khi mà kinh tế mà nó chậm lại đó thì họ mất hết, hay là công việc làm nó bị ảnh hưởng thì họ sẽ bị mất hết tất cả. Cho nên những người triệu phú đó là những người mà họ sống rất là cần kiệm và bảo thủ.
và công việc làm của họ rất là ổn định, không phải là nhảy từ việc này đến việc khác. Nó áp dụng như thế nào? Tôi xin kể một câu chuyện có thật. Tôi biết cái anh này học chung với nhau trung học. Anh lớn hơn tôi 7-8 tuổi, nhưng mà tại vì khi qua Mỹ cái tuổi anh sụt xuống thì anh học hơn tôi 2 lớp. Khi ra trường thì tại vì anh học chậm. Khi tôi học luật xong, học luật là chương trình 7 năm. Tôi học xong thì anh vừa mới học xong kỹ sư thôi. Kỹ sư ra thời buổi đó không có việc làm, nhưng mà anh làm cho chính phủ. Anh làm cho chính phủ, anh làm cho chính phủ là 25 năm. Tiền của anh đó, anh bỏ nhiều vô 401k nè. Rồi là 401k là tiền về hưu đó. Rồi anh có một căn nhà mà hai chồng ở mấy chục năm. Cách đây năm 2008 đó thì kinh tế nó xuống, có nhiều người vội vã lấy tiền 401k ra, thì anh gọi anh hỏi tôi, anh nói là không biết là tôi nên lấy tiền ra không. Tôi trả lời là dĩ nhiên là không. Chẳng những như vậy mà mình phải double thêm nữa, là tại sao kinh tế lên rồi nó xuống rồi lên. Nhưng mà mình nhìn lại cái chu kỳ kinh tế thì Hoa Kỳ đó luôn luôn họ sẽ phục hồi, kinh tế Hoa Kỳ sẽ được phục hồi. Và chẳng những như vậy, bây giờ mà kinh tế nó xuống như vậy, mình có tiền mình đập vô thì nó tăng lên, thì nó cao hơn. Và anh giữ như vậy đến năm 2018 anh thăm thôi, thì anh nói là cái tiền của anh 401k thôi, nếu mà anh về hưu sớm thì anh có thể lấy khoảng 10.000 đồng một tháng, nó kéo dài đến đến khi anh mất. Mà khi anh mất rồi đó thì số tiền vẫn còn lại là được 600-700 ngàn gì đó. Thì cái điểm là tôi muốn thưa khán giả là cái cuốn mà Triệu Phú Người Lân Cận đó, nó nên là một cái bản đồ cho những người nghĩ đến vấn đề đầu tư, không phải đầu tư về hưu đó. Tôi thì không có khả năng là chia sẻ với những cái cách là giàu qua đêm. Tôi không tin vào chuyện đó và tôi cũng không làm được. Nhưng mà nếu mà sống ở Hoa Kỳ đó mà mình định ra kế hoạch, giống như ông Steve Covey ông nói đó, là mình phải có viễn tượng kế hoạch 5 năm, 10 năm. Và mình thực hiện giống như những điều mà trong cuốn sách Người Triệu Phú Lân Cận mà họ chia sẻ với mình đó, thì tôi tin chắc nha. Tôi tin chắc rằng đó, khi mình về hưu đó thì cuộc sống của mình nó tương đối là nó đầy đủ. Chẳng những là mình không lệ thuộc vào con cái nè, mà mình còn giúp bọn nó nữa. Cái điểm chính của cái cuốn mà Người Triệu Phú Lân Cận đó là mình sống càng kiệm để sống bảo thủ. Tuy nhiên là cứ mỗi tháng phải đi du lịch. Không phải mỗi năm, phải đi du lịch một tháng nha. Cái này là Thuyết Phượng thích nhất. Cái gì chứ du lịch là điều mà Thuyết Phượng rất là thích, vì nó cũng làm cho mình khuây khỏa, luật sư. Rất cảm ơn luật sư lại chia sẻ những cái bí quyết, cách sống như thế nào để mình được thành công. Và Thuyết Phượng rất thích cái điểm mà luật sư nói là đi du lịch là một, hoặc là mình phải có cái kế hoạch 5 năm và 10 năm để mình theo nó, thì mình sẽ đi thẳng một con đường như đúng kế hoạch mình sẽ đạt được. Và chương trình thì đã hết giờ rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Và xin luật sư gửi lời chào đến khán giả. Bây giờ đã hết giờ rồi. Mình tạm thời kết thúc chương trình hôm nay. Một lần nữa tôi rất là cảm ơn quý khán giả của đài SCT này. Cảm ơn Thúy Phượng, An Việt đã cho tôi cơ hội lên trò chuyện với khán giả. Tôi có một điều muốn chia sẻ với khán giả và nhắc nhở với khán giả là người ta ngày xưa người ta nói trong sách có vàng. Tôi thật sự tin là trong sách có vàng, nếu mà mình biết cách đó, mà lấy nó từ trong sách ra. Vâng, cảm ơn luật sư ạ. Xin kính tạm biệt và kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui, và chúng ta hãy tiếp tục bảo vệ sức khỏe lẫn cho nhau.